Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần, ngày 10 tháng 10 năm 2020. Bây giờ Ngọc đi một vòng kiểm tra kho xe CBO đã qua sử dụng, xem còn được những xe gì để Ngọc có thể quay video clip cho mọi người tham khảo, để có cái sự lựa chọn cho mình về những chiếc xe siêu lướt chính hãng còn chất lượng như mới ha. Nhưng mà cũng hơi thất vọng là cái kho xe hiện tại bây giờ nó không còn xe gì hết á cả nhà, kể cả xe mới luôn. Và xe CBO hiện tại bây giờ chỉ còn đâu đó tầm khoảng 5-6 xe thôi, 5-6 xe. Nhưng mà những cái xe đó là nằm trong biên chế đang phục vụ cho công ty nên chưa được bán nha cả nhà. Cho nên là nó cũng nằm đó thôi. Còn thời gian khi nào bán thì Ngọc chưa có được sự đồng ý và chưa có được sự confirm chính xác từ ban lãnh đạo công ty ha. Xe này muốn bán thì phải có được sự phê chuẩn từ ban thống đốc ở trên, và để thay thế được nó thì phải đăng ký một chiếc xe khác. Cho nên là hiện tại bây giờ chưa có kế hoạch đăng ký xe mới để bán thanh lý những cái dòng xe mà hôm nay Ngọc có quay cho mọi người xem á. Bây giờ mọi người cùng với Ngọc đi kiểm tra kho nha. Buồn quá, không có xe gì để cho mọi người xem hết á. Đó là Ngọc quay một vòng để mọi người xem và tham khảo. Cái kho mà Ngọc quay cách đây tầm khoảng một tháng tới nửa tháng á, là nó nhiều vô kể luôn. Nó nhiều vô kể, nó nằm tràn ngập hết này luôn. Tràn ngập luôn, bây giờ không còn xe nữa. Giờ không còn xe luôn. Rồi mọi người đi điểm danh với Ngọc nha. Ngày trước á, cái khu vực này mọi người nhớ không? Cái khu vực này là đậu dài nè, bao gồm có C300, rồi E300 các kiểu ha, rồi S-Class, rồi tới mấy con xe GLE, GLA rồi đó. Bây giờ hết rồi. Giờ hết trơn rồi. Này là E300. E300 mới nhập kho về. Đây là cái phiên bản E250 nè. Đây là cái bản E250 hồi trước, đậu đây có con E250 màu nâu. Thì bây giờ xe này CBO đã bán rồi, bấm biển số ra cho khách hàng rồi. Ha. Đó. Rồi. Cái chiếc này là cái chiếc S450 Luxury màu đen nội thất nâu á. Chiếc xe này là CBO luôn nè, xe cũ luôn. Và là xe siêu lướt á. Hôm trước Ngọc có nói với mọi người á. Nhưng mà xe này đã bán rồi ha. Xe này đã bán rồi, khách hàng đã thanh toán đủ tiền và họ đang chờ biển số đẹp nên là họ vẫn để nằm đây ha. Chắc dự kiến là sang tuần sau là họ đã nhận rồi. Rồi. Cái khu vực base này ở trống này là hôm trước là đậu mấy cái xe E200 màu nâu, E200 màu bạc, rồi E250 màu nâu. Đậu đây bây giờ trống lỏng rồi. Trước nữa là cái tiếp đó là chiếc GLE màu đen đậu chỗ này. Xe GLE đen đã tiến hành giao rồi ha. Rồi. Đây là cái GLE 400 coupe màu trắng. Xe này cũng đã được thanh toán full tiền và chờ bấm biển số sang tuần giao luôn. Rồi. Chiếc này quen không ha? Chiếc này hôm trước Ngọc có quay rồi nè. Chiếc E200 Sport màu đen. Nội thất nâu á. Chiếc xe này cũng chưa được phép bán, nó nằm trong biên chế phục vụ á. Nhưng mà có giá rồi, hôm trước Ngọc có quay clip á, cả nhà cùng xem và tham khảo nha. Đó. Thì nãy giờ đi một vòng từ trên đó xuống đây thì chỉ còn có mỗi em này đang phòng không chiếc bóng, chưa có người rước. Này trống luôn. Rồi mình quay sang bên đây. Bên đây thì trước mặt chúng ta sẽ thấy cái hai bản S450 Luxury, hai chiếc ha, hai chiếc màu đen. Hai xe này là hai xe mới vừa nhập kho nha, chứ không phải là xe CBO đâu. Này đi quanh kia. Xe mới nhập kho nha. Đó. Rồi, bên trong là chiếc GLC 300 phiên bản 2020 của khách hàng. Của khách hàng, họ bấm biển số họ để đây nè. Rồi, đây là E300 màu xanh, Carbonship Blue. Kế tiếp đó là cái phiên bản S450 Luxury màu nâu nó tất kem. Xe này xe mới luôn. Xe này đã có đơn hàng rồi, khách hàng ký cọc rồi. Và kế tiếp là cái 5 chiếc xe mới là GLC 200, GLB 200 màu trắng nội thất đỏ bên trong, đỏ bên trong là option. Rồi kế tiếp là GLC 200 Formatic màu đen nội thất đen.
Xe này cũng có đơn hàng rồi, cũng có chủ rồi, thạc xăng tuần giao luôn. Và đây là cái xe GLC 200, xe mới nha, xe biển số Ninh Thuận nè, xe khách bấm biển số rồi, đang chờ xăng tuần giao luôn. Và đây là con E300 màu đen nội thất đen, xe này cũng chuẩn bị giao nè, mới vừa làm sạch xong nè, mới rửa xong nè, nên là xe đang sạch bóng rồi. Bên trong là chiếc C300 AMG màu đỏ nội thất nâu. Xe này là xe mới, mới bấm biển số. Đây là biển số dân dụng của khách ha, không phải là xe cũ. Rồi bây giờ trong đây nè, trong đây nó có hai chiếc xe. Hồi sáng không có đi coi sơ qua đó, là hai chiếc xe demo màu đỏ nội thất nâu và màu trắng nội thất đen. Đó, hai xe này của công ty hết ha. Hai chiếc xe này đã nhận cọc rồi nhưng mà chưa được phép bán, chưa được phép bán đâu. Khách hàng người ta muốn mua thì người ta đặt cọc trước, để khi mà được phép thanh lý thì người ta sẽ lấy thôi. Cả nhà nhớ nha, xe màu trắng nội thất đen này rất là đẹp. Ngọc nhắc luôn nha, một số các anh chị và các bạn gọi cho Ngọc hỏi thăm xe này phải là mẫu 2020 không. Ngọc xin thưa là xe này là mẫu 2019, số khung 2019. Cái mẫu 2020 nó sẽ khác ở vô cái cửa sổ trời bên trên đó, nó chỉ khác mỗi cái đó thôi ha. Và giá nó được điều chỉnh tăng cái sự trời á, còn cái này là sunroof thôi. Còn cái xe mà mẫu 2020 thì nó là nguyên cái tấm kính dài luôn, là panoramic giống như chiếc C300 Coupe ngày xưa á. Còn tất tần tật mọi thứ nó hoàn toàn như nhau, không có gì khác biệt hết. Hai chiếc xe này là khách hàng đã đặt cọc nha, đã đặt cọc nhưng mà bên Ngọc chưa có thể giao được, do là chưa có xe mới để thay thế vào, cho nên là hai xe này tạm thời vẫn nằm đây. Khi mà khách hàng đặt cọc thì Ngọc giữ ở đây không cho chạy nữa, đợi tới ngày tới tháng bán thôi ha. Đó, mọi người thấy chưa, cách đây tầm khoảng nửa tháng thôi là nguyên cái kho này tràn ngập xe CVO. Mà bây giờ không có còn xe nữa, không có còn xe nữa, không có cái gì để quay cho cả nhà xem hết trơn á. Không có còn gì để coi hết, không có còn gì để review cho cả nhà xem, tham khảo hết á. Nè, thấy không? Nên là chắc nghỉ Tết sớm. Nghỉ Tết sớm. Chỉ còn có mấy cái chiếc xe mà demo thôi, trong biên chế phục vụ hiện tại bây giờ là C180, GLC 200, C300 2 chiếc, E300 3 chiếc, và cái phiên bản GLE400 này đó, nãy mọi người thấy đâu, bán luôn rồi. Hôm trước có anh khách, ảnh cũng đang lăn tăn và suy nghĩ á, anh đang cân đối mà cuối cùng anh cân đối lâu quá, lâu quá cho nên là đã bán mất rồi. Bán mất rồi, tại vì những dòng xe này nó chất lượng nó rất là ổn định, và về cái pháp lý rõ ràng lắm. Với một cái điều nữa là có được sự cam kết của chính hãng, có được sự cam kết của chính hãng nha, đó là một cái điều quan trọng ha. Về cái chất lượng và dục phục vụ á, sau này thì xe chính hãng sẽ có được điều đó. Còn các bạn và các anh chị mua xe bên ngoài á, thì cái việc những cái rủi ro thì các anh chị phải tự gánh chịu ha, nên là nó sẽ có cái giá khác biệt, đương nhiên sẽ có giá sự khác biệt trên lệch, nói chung là cũng vài chục tới 100 triệu, đương nhiên rồi. Cái nào cũng có giá của nó, chất lượng, an toàn và có sự cam kết về sau và hỗ trợ phục vụ trong quá trình sử dụng xe thì nó sẽ khác. Đó, mọi người thấy ha. Rồi, cuối tuần quay một clip để mọi người xem mà tham khảo chơi thôi. Bây giờ là ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 10. Đó, Ngọc hôm nay mặc cái bộ đồ cuối tuần áo thun nè, cho thoải mái. Rồi xuống kho kiểm tra thì Ngọc thấy là kho xe hết rồi. Hết rồi, nên là Ngọc làm một cái clip để cho mọi người xem và tham khảo chơi, để biết được cái sau xe Ngọc còn không ha. Để mà mình cân đối, lựa chọn cái xe nó phù hợp và nhanh gọn để có xe đi Tết ha. Hiện tại bây giờ xe kho xe cũ, chắc có khả năng là bây giờ tới Tết là không còn xe để thêm vô để bán nữa. Rồi, chào cả nhà ha, để Ngọc xem coi có xe gì hấp dẫn hơn nữa thì Ngọc sẽ quay review cho cả nhà cùng xem để tham khảo, để có những cái quyết định đúng và có những quyết định sáng suốt giữa cân đối giữa xe mới, xe cũ và chiếc xe bên ngoài hoặc là xe của những người salon bên ngoài nó bán, thì chúng ta cứ cân đối xem cái nào hợp lý và chất lượng thì chúng ta cứ lựa chọn thôi. Ngọc chỉ quay review lên để xem cả nhà xem để có cái sự so sánh rõ ràng thôi, còn vấn đề mua hay không mua nó nằm ở tùy thuộc vào cái quyết định của các bạn ha. Dạ, xin chào.